Bạn có biết sự khác biệt giữa rừng Việt Nam và rừng thế giới như thế nào không? Rừng ngập mặn đó nha. Thì rừng ngập mặn Việt Nam có san hô, còn rừng ngập mặn thế giới không có. Rồi gì nữa? Rừng ngập mặn thế giới có rất nhiều cá biển, còn rừng Việt Nam đang tuyệt chủng dần. Nếu những ai không ủng hộ kênh YouTube Tiêu nữa thì sẽ không có còn thấy cá biển và những loài động vật hoang dã ngoài tự nhiên nữa. Bãi biển mini của nó đó, bao quanh là những cây đước, chỗ này là đẹp nhất rồi. Người ta cứ chôm cát hoài, hút cát hoài nên cây đước nó bị chóc gốc với mọi người. Ủng hộ kênh YouTube tôi để tôi nổi tiếng thì mấy cái hiện tượng này nó không còn diễn ra nữa, còn không thôi nó cứ diễn ra hoài luôn á. Các bạn muốn thiên nhiên động vật Việt Nam biến mất thì các bạn cứ để thờ ơ như vậy, chỉ cần một cái like, một cái đăng ký kênh thôi là đã thay đổi được rất là nhiều. Coi người ta vứt rác thải nhựa ra nè, cái này mà tôi đăng lên kênh thì sao mọi người? Đăng luôn cho thế giới coi cho nhục nhã ha, chịu không?